hội tụ những nét quyến rũ nhất của đảo Ngọc. Bãi Khem, nơi cực nam của hòn đảo, với thiên đường biển xanh màu ngọc bích trải dài hình cánh cung, là nơi dừng chân của tập đoàn Sun Group. Với quyết định phát triển dòng sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng Premier Residences, dự án sẽ mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng đích thực tiêu chuẩn 5 sao với thiết kế thông minh và khéo léo, mở rộng tầm nhìn hướng biển cùng với dấu ấn văn hóa bản địa đậm nét sẽ chạm vào cảm xúc những trái tim rắn giỏi nhất. Không chỉ là sản phẩm độc đáo, Premier Residences Phú Quốc Emerald Bay còn là sản phẩm đầu tư sinh lời vượt trội dành cho các nhà đầu tư với cam kết lợi nhuận tối thiểu 9% trong vòng 9 năm. Ngoài chương trình miễn phí 15 đêm nghỉ hàng năm, Sun Group còn dành tặng riêng quý khách hàng gói trải nghiệm dấu ấn Việt Nam với 2 đêm nghỉ tại khách sạn 5 sao JW Marriott Phú Quốc ngay tại Bãi Khem trên đảo Ngọc và cùng với nhiều dịch vụ ưu tiên khác. Với tiến độ thanh toán linh hoạt, phù hợp, mang lại lợi nhuận cao nhất cho các khách hàng, Premier Residences Phú Quốc Emerald Bay xứng đáng là sản phẩm tiếp nối thành công vang dội của thương hiệu Premier tại Đà Nẵng. Premier Village Đà Nẵng Resorts Managed by Accor Hotels là minh chứng cho tâm huyết tạo dựng những sản phẩm bất động sản đỉnh cao với dấu ấn vượt thời gian của tập đoàn Sun Group.